Hân hoan chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức của Seven News. Từ những nguồn tin chính thống, chúng tôi mang đến những tin tức mới mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin. Khoe nhà có con chó người ta trả 50 triệu không bán, xem video ai cũng hiểu lý do. Theo đó, một chú chó mực sống tại miền Tây sông nước được chủ nhà khoe rằng người ta trả 50 triệu bạc mà tôi không bán, nghe xong ai cũng tặc lưỡi bảo anh bốc phét cho đến khi xem được cảnh làm việc hàng ngày của chú chó này cụ thể chú chó nuôi không uổng cơm uổng thịt khi biết giúp chủ nhân của nó lao động kiếm tiền bằng việc sáng đuổi hàng ngàn công vịt ra nơi kiếm ăn chiều tối lại lùa chúng trở về chuồng sinh ra phần làm chó nhưng dòng đời sâu đầy làm vận động viên bơi lội đã thế còn nắm hàng ngàn tính mạng ở trong tay bằng kỹ năng bơi đỉnh cao của mình chú chó giúp con sen nhàn nhã trông thấy khi chỉ cần ngồi một chỗ chơi còn việc còn lại là của con chó mực làm xong về nhà tối được ăn hai tô cơm, xem đến đây ai cũng hiểu vì sao, chủ nhà khoe rằng người ta trả chú chó 50 triệu nhưng không thèm bán, bởi thực chất đây chẳng khác là một nhân viên lao động không tốn lương, chỉ tốn mỗi cơm và đồ ăn. Nhiều người sau khi xem xong clip cũng bày tỏ nỗi lòng bật chế độ so sánh chó nhà người ta với chó nhà mình kiểu, nhà mình cũng có một con chó mà nó khôn lắm, toàn cắn gà cắn vịt nhà người ta rồi mang về, có lần bị hàng xóm chửi không kịp vuốt mặt luôn nhìn nó bơi thương quá, hay mình mua cho nó chiếc xuồng thì nó có tự trèo đi được không ạ? À? Sau khi tiếp nhận cô gái 21 tuổi nhập cảnh trái phép sang Lào, cơ quan chức năng phát hiện đây là đối tượng đang bị truy nã. Ngày 10 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa hoàn tất bàn giao đối tượng Vũ Thị Thu Hà, 21 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, Vũ Thị Thu Hà có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Lào và bị lực lượng chức năng Lào phát hiện. Đến trưa ngày 8 tháng 11, đồn công an cửa khẩu quốc tế Den Savan, tỉnh Savannakhet, Lào đã bàn giao cô gái trên cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo tiếp nhận. Sau đó, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Vũ Thị Thu Hà về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, xác minh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo phát hiện Vũ Thị Thu Hà đang có quyết định truy nã của Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Bảo đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng lập biên bản bắt người có lệnh truy nã và bàn giao cho đơn vị này tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định ban hành quy định thí điểm phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô khi xe, người lái xe, chủ xe rời khỏi hiện trường. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xin thí điểm trở thành đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động phạt nguội xe chở hàng quá tải ban hành kèm quyết định trên là quyết định quy trình sử dụng thí điểm thiết bị cân tải trọng tự động để xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô khi xe, người lái xe, chủ xe không còn ở hiện trường nơi vi phạm. Quyết định này có hiệu lực một năm kể từ hôm nay ngày 10 tháng 11. Chánh văn phòng, giám đốc trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, chánh thanh tra sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định. Sở cho biết việc áp dụng cân tự động phạt nguội xe vi phạm nhiều ưu điểm hơn so với trước nay. Nhất là có quy trình xử lý xe quá tải mà tài xế chủ xe không chấp hành, chống đối. Việc thí điểm dùng cân tự động xử phạt nguội được triển khai tại trạm kiểm tra tải trọng xe số 3, khu vực Cầu Ông Lớn, hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 7, và trạm kiểm tra tải trọng số 6, 7 tại trạm thu phí An Sương, An Lạc, quận Bình Tân. Thời gian thu thập dữ liệu 24 trên 24 giờ. Anh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận kết quả thu được và xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp quá thời hạn giải quyết mà người vi phạm chưa chấp hành, thì các đơn vị gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm. Bình Dương lên tiếng về biển báo lạ trên cầu vừa thép ngã tư 550. Ngày 10 tháng 11, Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, sở này đã gỡ biển báo sai trên cầu vượt thép ngã tư 550, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đó ngày 9 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh biển báo ở cầu vượt này chỉ cho xe máy lưu thông theo khung giờ, bên còn lại thì cấm xe máy không được lưu thông. Cụ thể hướng từ phường An Phú, thành phố Thuận An, đi bệnh viện quân y 4 có biển cấm xe 23 bánh từ 8 giờ đến 16 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 có nghĩa là người dân chỉ được lưu thông lên cầu vượt sau 18 giờ 30 và đến 8 giờ sáng hôm sau. Hướng ngược lại là bệnh viện Quân y 4 về phường An Phú thì cấm xe 2 đến 3 bánh lưu thông trên cầu. Việc đặt biển báo này gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, biển báo trên do chủ đầu tư cấm. Tuy nhiên, sau khi có phản ánh, Sở đã cho gỡ và lắp lại biển báo mới. Theo đó, xe 2 đến 3 bánh được chạy vào hai khung giờ cao điểm trong ngày, Cụ thể buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Sở dĩ cho xe 2 ba bánh chạy vào hai khung giờ nói trên là để giảm áp lực giao thông ở khu vực ngã tư 550. Đồng thời giờ đó cũng cấm xe container nên đỡ nguy hiểm hơn cho người chạy xe 2 ba bánh, vị lãnh đạo này thông tin. Cầu vượt thép ngã tư 550 nằm trên tuyến đường DT743, đoạn qua thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thông xe vào cuối tháng 12 năm 2020, Cầu có chiều dài hơn 203 m quy mô 4 làn xe, giá trị xây dựng khoảng 115 tỷ đồng. Việc xây cầu vượt này đã giảm ùn tắc giao thông tại nút giao ngã tư 550, vốn nổi tiếng là điểm đen kẹt xe. Hai nhóm thanh thiếu niên lập nhóm kín trên Facebook, chuẩn bị nhiều hung khí để hỗn chiến thì bị cảnh sát tuần tra vũ trang ngăn chặn. Ngày 10 tháng 11, tin từ Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định được 7 thanh thiếu niên trong tổng số 30 người đã chuẩn bị hung khí tham gia vụ hỗn chiến vào trạng sáng cùng ngày trên đường Bà Triệu, cạnh sông Cà Ti, thành phố Phan Thiết. Trước đó, khuya ngày 9 tháng 11, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết xác định nhóm thanh thiếu niên tại khu phố 8, phường Phú Trinh sẽ hẹn nhau hỗn chiến với nhóm thanh thiếu niên ở các phường giáp tranh như Hưng Long, Lạc Đạo, Phú Tài. Công an phường Phú Trinh đã triển khai lực lượng mật phục kết hợp tuần tra vũ trang để ngăn chặn vụ hỗn chiến. Đến 1 giờ 35 phút ngày 10 tháng 11, công an phát hiện hai nhóm khoảng hơn 30 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, truy đuổi đánh nhau tại khu vực đường Bà Triệu. Trong lúc hỗn chiến, hai nhóm này còn đốt hai quả pháo nổ để thị uy. Lực lượng công an Phú Trinh lập tức tiếp cận. Cả hai nhóm dừng hỗn chiến, nổ xe máy bỏ chạy về hướng phường Đức Nghĩa. Công an phường Phú Trinh phối hợp cùng công an phường Đức Nghĩa tuần tra, phát hiện tại một quán cà phê có 25 thanh thiếu niên đang tập trung với nhiều biểu hiện vừa tham gia vụ hỗn chiến nên đã đưa về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, cả hai nhóm thừa nhận xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm ở phường Phú Trinh và phường Phú Thủy nên lập nhóm kín trên mạng xã hội kêu gọi rủ bạn bè tham gia hỗn chiến. Bước đầu có 7 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi, thậm chí 14 tuổi, đều ngủ cùng phường Phú Tài, mang theo hung khí gồm 3 cây dao phóng lợn, một cây tuyếp sắt, hai quả pháo giấy tự chế để sử dụng trong vụ hỗn chiến. Đua nhau trồng bí đỏ giờ không biết bán cho ai Thấy bí đỏ ở những năm trước được giá, người dân ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đua nhau trồng bí. Nay đến mùa thu hoạch, bí chất đóng không có người mua, dọc theo tuyến đường trung tâm của xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, bí đỏ chất đóng cả tháng nay không được bán, nhiều hộ để bí ngoài ruộng không muốn thu hoạch. Ông Hoàng Công Nhật, xã Ninh Sơn cho biết, gia đình ông trồng khoảng 4 hecta bí đỏ, nhưng đã vào giữa vụ mà ông chỉ bán được vài chục cân bí. Các năm trước, thương lái từ Tuy Hòa, Quy Nhơn hay các tỉnh miền Nam như Bình Dương, Đồng Nai đi mua bí đỏ rất đông, nhưng năm nay lại ít, khi đến mùa ép giá thấp. Giá mua tại vườn chỉ 1.800 đồng trên 1 kg bí hạt đậu và 3.000 đồng trên 1 kg bí bánh xe chỉ bằng một nửa giá so với những năm trước. Với giá đấy chúng tôi sẽ lỗ vốn nên đành chờ giá tốt hơn, ông Nhật nói. Còn gia đình anh Đoàn Văn Chi trồng 6 hecta bí, sản lượng ước tính khoảng 60 tấn. Tuy nhiên, năm nay chỉ mới bán được vài tạ. Anh Chi cho rằng năm nay ở miền Nam, bí đỏ cũng được mùa nên không có nhiều thương lái tìm đến đây phần vì bà con năm nay trồng quá nhiều nên dẫn đến tồn động không cách nào tiêu thụ hết. Theo ông Mai Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn, việc bí đỏ tồn động nhiều như mùa vụ năm nay do diện tích trồng bí tại địa phương tăng đột biến. Những năm trước, diện tích trồng bí tại địa phương chỉ có khoảng 250 hecta. Tuy nhiên, ở mùa vụ năm nay, con số ấy tăng gần gấp đôi. Hiện nay, trên địa bàn xã có khoảng 450 hecta bí đỏ, ông Bình nói mang 10 lít xăng tới nhà chồng cũ tưới lên người. Ngày 10 tháng 11, tin từ Ủy ban nhân dân xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa ngăn chặn kịp thời vụ việc một người phụ nữ tới nhà chồng cũ trên địa bàn xã mang theo xăng đổ lên người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 11, công an xã Lạc Vân nhận được tin báo về việc chị T, sinh năm 1991, ngụ xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình mang 10 lít xăng tới nhà ông V ngụ xóm 4, xã Lạc Vân, huyện Nho Quang, với ý định tự châm lửa đốt do có mâu thuẫn với chồng cũ là anh A, con trai của ông V. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Vân đã phối hợp với công an huyện Nho Quang, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với gia đình tuyên truyền thuyết phục chị T nên đã ngăn chặn kịp thời vụ việc, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Mẹ đột ngột vì uống thuốc giảm cân để dự đám cưới con, Sử dụng sai phương pháp giảm cân có thể gây tử vong. Cô Trish Wester, 56 tuổi, người Úc, đã uống thuốc giảm cân với hy vọng có thể trông xinh đẹp gọn gàng hơn trong đám cưới của con gái. Sau 5 tháng, cô thực sự giảm thành công 16 kg. Không ngờ chỉ vài ngày trước đám cưới, cô bất ngờ nôn ra chất lỏng màu cà phê và đột ngột qua đời tại nhà. Theo thông tin đăng tải, để mặc được chiếc váy đẹp trong đám cưới của con gái, Trish đã dùng thuốc giảm cân nhằm giảm cân nhanh chóng dù đã giảm thành công 16 kg trong vòng 5 tháng, nhưng cô cũng mắc bệnh đường tiêu hóa nặng do sử dụng thuốc giảm cân không đúng cách, thường xuyên đôn mửa và tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Anh Roy Wester, chồng cô Trish cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, anh phát hiện vợ mình bất ngờ nằm bất tỉnh tại nhà, có chất lỏng màu nâu chảy ra từ miệng và không còn thở nữa. Ngay lập tức, Roy gọi xe cấp cứu và thực hiện hô hồ hấp hồi sức tim phổi. Đáng tiếc, cô vẫn không qua khỏi, đột tử tại nhà. Roy buồn bã tiết lộ nếu vợ anh biết mình sẽ đột ngột qua đời vì uống thuốc giảm cân, thì cô sẽ không bao giờ sử dụng phương pháp giảm cân mạo hiểm này. Tôi không ngờ rằng vợ mình lại chết vì điều này, việc này không đáng, không hề đáng giá chút nào. Anh buồn bã nói và tiết lộ thêm, vợ anh đã không bao giờ được diện chiếc váy đẹp đến đám cưới và cầu phúc cho con gái nữa. Đường dây mang thai hộ giá 600 triệu đồng, bán một quả thận gần 1,5 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận, Trần Việt Thành, sinh năm 1996, trú tại Bắc Cạn, về tội mang tài hộ vì mục đích thương mại. Trần Việt Thành cùng ba đối tượng khác là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam, Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú Quảng Bình và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, về tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên và mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc. Qua đó lực lượng công an xác định nhóm đối tượng gồm Trương Thị Thủy Trinh, Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành cùng thuê một căn hộ ở chung cư tại phường An Đông, thành phố Huế để sinh sống các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 đến 600 triệu đồng, hiến chứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900 đến 1,45 tỷ đồng. Việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến chứng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình, độ tuổi. Về hoạt động mang thai hộ thì Trương Thị Thủy Trinh là đối tượng cầm đầu. Trần Việt Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29 tháng 5, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công. Đã sinh được một bé trai tại bệnh viện ở Huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là 200 triệu đồng. Tại thời điểm phá án, lực lượng công an còn phát hiện Trinh thuê phòng ở trung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, thành phố Huế để nuôi hai đối tượng đang mang bầu. Còn về hoạt động tổ chức mua bán thận, qua đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện đối tượng Trần Tuấn Anh cùng Trần Việt Thành tổ chức mua bán thận tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. qua đấu tranh khai thác từ năm 2018 đối tượng Tuấn Anh đến một bệnh viện lớn tại Huế vào khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận đi lại số điện thoại và giao giá một quả thận từ 800 đến 1,3 tỷ đồng. Tuấn Anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung gian là Trần Việt Thành mỗi trường hợp bán thận thành công. Tuấn Anh chi trả cho Thành từ 100 triệu đến 110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Trần Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận tại bệnh viện nói trên, trong đó có 4 ca thành công. Theo thông tin mới nhất từ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, đã có một doanh nghiệp của Việt Nam đã chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận cho phép xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu loại thực phẩm giá trị này của Việt Nam sang thị trường tỷ dân. Sáng ngày 10 tháng 11, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức chấp thuận cho một doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu tổ yến sạch sang Trung Quốc. Cụ thể, theo Cục Thú Y, đến ngày 8 tháng 11 năm 2023, tổng cộng có 45 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc và đã được Cục Thú Y hướng dẫn thực hiện giám sát an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Trung Quốc tại Nghị định thư trong đó 9 doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký xuất khẩu và nộp tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tổ chức kiểm tra trực tuyến 5 trong số 9 doanh nghiệp này. Tiếp đó, ngày 3 tháng 11 năm 2023, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có công hàm chính thức chấp thuận cho công ty cổ phần dinh dưỡng Avanes Việt Nam được xuất khẩu hai loại sản phẩm mà công ty đăng ký là tổ yến sạch và yến hũ trương sẵn vào Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 10. Đối với các doanh nghiệp khác, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang tiếp tục xét duyệt hồ sơ đánh giá và sẽ thông báo sau khi kết quả đạt yêu cầu. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đây là kết quả của quá trình chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y. Sau khi nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nghị định thư đã được ký giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam vào ngày 9 tháng 11 năm 2022 ông lão 67 tuổi, 5 năm làm từ thiện 25 tỷ đồng. Sáng ngày 10 tháng 11, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã có buổi thông tin đến báo chí về Hội nghị Toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ 4 giai đoạn 2018-2023 diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới đây. Thông điệp lan tỏa sâu rộng trong xã hội về hội nghị là phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo thông tin từ ban tổ chức, Tham dự hội nghị có hơn 600 đại biểu là người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi là những người sản xuất, kinh doanh đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, trong đó có hơn 455.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên cả nước. Nhiều người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên cả nước còn mở rộng lòng nhân ái, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nổi bật như ông Phạm Văn Đào, bảy tuổi, chú Nghệ An, là giám đốc công ty xây dựng với doanh thu 150 tỷ đồng trên năm, nhưng ông đã đóng góp cho công tác từ thiện xã hội 25 tỷ đồng trong 5 năm. Ông Phạm Văn Trung, 67 tuổi, chú thành phố Hải Phòng, là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bình An, doanh thu gần 70 tỷ đồng trên năm. Ông luôn Tiên Phong ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng trạm, trường và nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn, gia đình liệt sĩ với giá trị tiền mặt gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra còn hàng nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi khác trên khắp đất nước đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội từ thiện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.